Xin chào quý vị và bạn. Ngày hôm nay chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu chiếc xe Hyundai Kona, một trong những mẫu xe vừa được ra mắt tại thị trường Việt Nam đến từ thương hiệu Hyundai Hàn Quốc. Để tìm hiểu chi tiết hơn về mẫu xe này, chúng tôi xin phép gửi đến quý vị và các bạn hình ảnh chi tiết và thông số kỹ thuật của phiên bản Hyundai Kona 1.6 turbo tăng áp có giá bán 725 triệu. Và đây là phiên bản cao cấp nhất của dòng xe Hyundai Kona tại thị trường Việt Nam. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu ngay bây giờ. Trước mắt chúng ta đây là phiên bản Hyundai Kona 1.6 turbo tăng áp bản cao cấp nhất có giá bán 725 triệu đang có mặt tại Hyundai Lê Văn Lương. Đây là toàn bộ phần thiết kế đầu trước của chiếc xe này, khá lạ mắt. Khi giải đèn LED và đèn xi nhan thì được đẩy lên trên, trong khi đó thì đèn pha, đèn cốt chiếu sáng lại được chuyển xuống dưới. Một thiết kế khá là mới lạ, phá cách, chưa từng xuất hiện tại Việt Nam. Và sắp tới thì Hyundai Santa Fe cũng sẽ theo cái mẫu thiết kế này. Đây là la răng 18 inch, phay cắt, dạng kim cương. Chiếc Kona thì mang khá nhiều cái nét thiết kế mới mà chưa từng xuất hiện. Có lẽ nó sẽ đi đầu cho một cái phong cách thiết kế hoàn toàn mới. Tổng thể của chiếc Hyundai Kona, các bạn quan sát, sở hữu kích thước dài rộng cao lần lượt là 4165, 1800 và 1565mm. Kona là dòng xe định dạng ở phân khúc B SUV mà châu Âu người ta gọi là SUV Compact. Sau này thì chắc chắn là sẽ rất được ưa chuộng, không chỉ tại Việt Nam mà tất cả các nước châu Âu. Các bạn quan sát thấy cái phần phía sau của chiếc Kona này được bố trí rất là hợp lý. Toàn bộ hệ thống đèn phía sau là giải đèn LED cho tốc độ phản hồi rất là nhanh. Kích cỡ đèn thì không lớn, tuy nhiên là rất dễ quan sát và bố trí hài hòa. Đèn xi nhan và đèn báo lùi được chuyển hẳn xuống dưới. Các bạn thấy là Kona phiên bản này đã được trang bị đầy đủ cảm biến lùi, cảm biến góc trước, cảm biến góc sau và có sẵn cả camera lùi. Chiếc Kona phiên bản 1.6 turbo tăng áp này sử dụng động cơ mã là Gamma 1.6T GDI cho công suất cực đại lên đến 149 mã lực tại 6.200 vòng trên phút và mô men xoắn cực đại đạt 180 Nm tại 4.500 vòng trên phút. Chiếc Kona này thì sử dụng hệ thống truyền động phía trước đi kèm với hộp số tự động 7 cấp. Đây là tổng thể nội thất của chiếc Kona này. Một tông màu nội thất hoàn toàn đen đi kèm với những đường viền đỏ. Và các bạn có thể nhận thấy là cái nội thất của Hyundai Kona này thì rất là nổi bật với những cái đường gân mạnh mẽ tạo thành kết cấu khung vòm liền mạch cho khoang lái. Cái nguyên lý thiết kế này thì Hyundai thành công gọi đó là nguyên lý thiết kế HMI sẽ được áp dụng triệt để mang đến cái không gian nội thất phá cách tiện nghi nhưng vẫn thân thiện và rất dễ sử dụng trên Hyundai Kona. Đây là hàng ghế sau của chiếc Hyundai Kona này, cũng rất là rộng rãi. Đặc biệt ở phiên bản này thì các bạn có thể quan sát thấy chúng ta có sẵn cả cửa sổ trời. Một trong những cái điều mà thường hiếm thấy trên những dòng xe giá dưới 700 triệu. Đây là tổng thể cái tay lái. Bọc da mạ bạc tích hợp đầy đủ tất cả các nút bấm khởi động thông minh. Bao gồm cả Cruise Control, đó là hệ thống điều khiển hành trình. Cụm đồng hồ chia làm hai vùng riêng biệt. Thông số chính giữa thì ở giữa, rất là dễ quan sát. Đây là các nút tích hợp trên vô lăng này. Chuyển kênh, chuyển bài, nghe gọi này. Các bạn quan sát đấy, Cruise, hệ thống kiểm soát hành trình. Và đây là cái hệ thống giải trí của Hyundai Kona 8 inch, 6 loa cao cấp. Hệ thống điều hòa tự động có trang bị hệ thống lọc không khí nano bạc. 3 chế độ lái, hộp số tự động 7 cấp. Đây là sơ lược về chiếc Hyundai Kona này. Rất là đẹp và ấn tượng. Hiện tại thì chiếc Hyundai Kona này đang được niêm yết mức giá là 725 triệu. Và đây là phiên bản cao cấp nhất. Ở phiên bản này thì chúng ta sẽ có tất cả những thứ có thể coi là tính năng an toàn. Ví dụ như là chúng ta sẽ có sẵn hệ thống chống bó cứng phanh ABS này, cân bằng điện tử này, hỗ trợ phanh khẩn cấp, phân bố lực phanh điện tử,
hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hệ thống hỗ trợ xuống dốc, hệ thống cảnh báo điểm mù, hệ thống cảnh báo áp suất lốp, đi kèm với đó là 6 túi khí. Chiếc Hyundai Kona này thì được đánh giá rất cao ở cái khả năng chống ồn, vì nó được áp dụng 3 cái công nghệ xử lý triệt để, đó là noise, vibration và hardness. Nếu mà dịch nôm na tiếng Việt thì nó sẽ là độ ồn, độ rung và độ sóc. Cụ thể thì ví dụ như vô lăng sẽ được thiết kế là dạng trục các đăng hai khúc để gia tăng cái độ cứng vững. Trong những cái bài kiểm tra trải nghiệm thì Kona cách âm rất là tốt. Để sở hữu chiếc Kona này thì các bạn có thể lựa chọn hai hình thức: trả thẳng với mức giá 725 triệu hoặc là trả góp trước 20%. Số tiền còn lại chúng ta chia đều ra trả theo tháng. Mọi thông tin chi tiết liên hệ về mẫu Kona này, các bạn vui lòng gọi theo số hotline bên dưới 0967588585, gặp quản lý bán hàng tại Hyundai Lê Văn Lương để được hỗ trợ giá tốt nhất và nhận xe sớm nhất. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.